Hello, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình chia sẻ cho mọi người kỹ thuật nhuộm vòng với cái mẫu tóc của chị này, với nền tóc pha chút màu. Thì mình sẽ nhuộm màu nâu tay. Cách nhuộm rất đơn giản, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn sau. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình nhuộm. Màu chủ đạo màu nâu tây thì mình sẽ sử dụng màu 881 và màu dẫn 133 cộng với màu mix 099 là màu ren với là màu xanh lá để tạo ra được cái màu nâu tây cho chiếc khách này. Thì với cái stock này cũng đã có phần là khoảng tông 5, thì chân thì khoảng tông 2, tông 3. Với cái stock to này thì mình sẽ đi oxy chính. Rồi tiếp tục ta đánh thuốc theo kim đồng hồ, đánh đều tán đều thuốc ra. Thì thuốc ta có 3-4 thành phần thuốc trong đây, cho nên mình phải tán đều ra để màu nhuộm mình nhuộm nó đều. Rồi ok. Rồi tiếp tục ta chia tóc ra làm 4 phân nửa, bên phải, phân nửa bên trái. Tiếp tục chia làm đôi. Phần chân tóc này mình sẽ cắt chân khoảng 2 phân, tán đều ra phần đuôi. Thì các bạn để ý theo thao tác của mình làm nha. Để bàn tay vào lòng tóc, lượt chảy tay tán thuốc nhẹ nha. Chú ý là phần đuôi tóc của mình đó là đã có màu sáng hơn, cho nên là mình sẽ áp dụng thuốc nó ít hơn phần thân tóc và hàng chân tóc nha. Tiếp tục lớp tiếp theo tương tự như vậy. Chải tóc thẳng ra, đặt lòng bàn tay vào tép tóc, dùng thuốc một lượng thuốc vừa chải phần thân tóc và vô nhẹ phần tới gần chân, cách khoảng 2 phân. Phần chân tóc chúng ta giảm bớt độ thuốc ra nha. Khi mình chải tóc thì cũng phải chải đều và lẹ tay, không thiếu phần là kỹ nha. Về tóc của khách hàng này là có tóc bấm và tóc đi lai, cho nên là nhìn sợi tóc nó xù và nhìn thấy nó màu thì nó dễ bị bám vô phần những phần tóc lai và những phần tóc bấm, cho nên là một lát mình hạn chế thuốc lại. Đây phần tóc bấm đây, mình cũng vẫn vào thuốc nhưng mà mình bằng tay mình đánh thuốc nó hơi ít lại. Thực hiện xong phần bên trái, ta di chuyển sang phần bên phải. Lưu ý là khi nhuộm tóc là mình nhuộm phần sau trước, rồi mình mới tiếp tục sang hai bên. Tương tự chải, đặt bàn tay vào tép tóc và dùng một lượng thuốc dừa chải từ phần cách 2 phân tóc, phần chân 2 phân chải ra. Chạy thẳng xuống đuôi, phần đuôi tóc đã có màu sáng cho nên mình sẽ áp dụng bàn tay chảy thuốc, lượng thuốc vừa đủ thôi. Dùng cọ đánh tán cho nó đều ra, lượt chảy lặp đi lặp lại nhiều lần để cho thuốc nó ngấm vào đều trong cái tóc của mình, đồng thời mình chà nước pha để cho tóc của mình nó mở quý vị.
Mình chia sẻ với video này, nếu mà cảm thấy video mình có bổ ích hay là hay thì nhớ các bạn ủng hộ mình đăng ký kênh và chia sẻ, và không quên là comment với bình luận cho ý kiến của mình, và muốn tóc đẹp Gia Huy chia sẻ cho các bạn những mẫu tóc như thế nào. Rồi xong, mình để khoảng 20 phút xong kiểm tra tóc, và bây giờ mình sẽ vô phần chân tóc. Phần chân tóc thì mình sẽ vô nhanh tay tí ha. Thằng nào tóc to thì mình sẽ vô trước, thằng nào tóc mịn mình sẽ vô tóc sau. Giờ ta kiểm tra phần chân tóc nó đều màu, phần đuôi tóc thì ta tiến hành đem đi xả nha. Phần chân tóc mình cũng màu thì mình cũng làm vừa màu tới thôi, chứ không cần phải sáng quá, vì khi mình đội ra nó sáng chân quá nhìn như không đẹp hơn. Rồi ok, mình đem đi xả nha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong mẫu tóc màu nâu tây ha. Màu nâu nâu tây thì nó nhẹ nhàng thôi. Mọi người xem hay thì nhớ đăng ký kênh và ủng hộ tóc đẹp Gia Huy nha, và chia sẻ và comment bình luận với thằng phía dưới video để tóc đẹp cho Huy biết và cảm nhận, và chia sẻ nhiều video hay bố thôi cho tất cả mọi người ha.